Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách làm chao đậu hũ thơm ngon cực chuẩn tại nhà. Nguyên liệu để làm chao đậu hũ gồm có 5 miếng đậu hũ tươi, 100g muối, rượu gạo 25 độ, nước sôi để nguội nửa lít và 20g ớt bột. Đầu tiên bạn cho 100g muối vào chảo rang đến khi muối săn lại. Khi muối đã bắt đầu săn lại thiệt khô thì cho 50g muối vào đĩa và cho thêm 20g ớt bột vào trộn đều. Bước tiếp theo, đem đậu hũ đi rửa cho sạch rồi để gáo nước. Sau đó bắt sẵn nồi nước lên bếp. Khi nồi nước sôi, cho đậu hũ vào luộc khoảng 5 phút. Luộc đến khi nước sôi lại, đậu hũ đã chín thì nhẹ nhàng vớt đậu hũ ra, để lên một cái đĩa có lót sẵn một miếng khăn sạch. Nhẹ nhàng lấy một miếng khăn khác phủ lên mặt đậu hũ, thấm đều cho đậu hũ khô nước. Khô miếng đậu hũ. Khi đậu hũ họ đã khô nước, cắt đậu hũ ra làm sáo, để đậu hũ vào dĩa đã trộn đều muối và ớt bột. Lăn đều miếng tàu hũ, cho muối áo đều miếng tàu hũ. Sau đó nhẹ nhàng xếp đậu hũ ra khay đã lót sẵn một miếng khăn mỏng. Dính rồi đó. Khi đã xếp đều miếng đậu hũ ra khay, dùng một cái miếng khăn mỏng khác phủ đều lên mặt đậu hũ. Sau đó đem đậu hũ đem ủ nơi kín gió khoảng 7 bữa để đậu hũ lên men. Ủ 7 bữa nè, đậu ở lên meo nè. Mèo sắp vào hộp sẽ hủ. Cho 50g muối còn lại và một cái ca, cho thêm nửa lít nước đun sôi để nguội vào. Sau đó quậy đều cho muối tan đều. Chế vào hũ đậu. Rồi, cho nó vừa ngập đậu, bắt đầu chế thêm miếng rượu vào. Ủ 10 ngày. Sau 10 ngày thì chao đã dùng được. Mở hũ chao ra.
theo thành phẩm mà hả, mềm đó, bụng béo, ăn vào á rất là ngon. Vậy là bạn đã có một hũ chao thơm ngon, có thể lấy ra dùng dần để chấm các loại rau luộc cũng rất ngon. Chúc các bạn thành công.